Tìm trọ giá rẻ thì dễ, mà tìm được phòng trọ vừa rẻ vừa đẹp thì chỉ có chỗ này mới có thôi. Nó đẹp từ hành lang cho tới lan can của ban công phòng. Nhìn nè, có phòng trọ sinh viên nào mà thiết kế giường tầng xịn sò như thế này không? Có phòng trọ giá rẻ nào mà có cửa sổ lớn và ban công thoáng mát như thế này không? Và chắc chắn luôn, không có phòng trọ giá rẻ nào mà có thiết kế đẹp như thế này cả. Chỉ với hai tông màu chính là màu trắng của tường và màu vàng của gỗ, lấy cảm hứng thiết kế của mấy căn hộ cao cấp hiện nay á cả nhà. Mà nói gì nói, tôi ưng nhất cái sàn nhà được lót gạch men giả gỗ, nhìn nó sạch, nó đẹp và nó sang gì đâu luôn á. Khen nãy giờ rồi, chắc mọi người cũng thắc mắc là giá bao nhiêu đúng không? Thì nhìn đi, cái giường này thì cũng đủ hiểu là phòng dành cho 4 người rồi, 2 người ở trên, 2 người ở dưới, và chi phí cho một bạn chưa tới 1,3 củ một tháng nữa các bạn ơi. Quá rẻ luôn, chỉ với 1,3 củ là bạn đã được ở trong căn phòng có sẵn nội thất mới xây và quan trọng là đẹp. Giờ mọi người cũng sẽ hỏi vị trí ở đâu đúng không? Nếu rẻ như vậy thì chỉ có ở Thủ Đức quận 9 thôi cả nhà ơi. Các bạn sinh viên ở dưới đó tranh thủ tham khảo liền nha. Rồi, ai muốn tôi review như thế nào nữa cho tôi biết nè.